Nhân xin chào cô chú anh chị nhé. Video ngày hôm nay Nhân sẽ giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một lô đất vị trí khá là đẹp nha chú chị. Nhân sẽ từ công viên 7 kỳ quan thế giới và trên con đường trục chính KT11 để chạy thẳng vào lô đất luôn, cho cô chú anh chị mình hình dung rõ hơn cũng như là chính xác hơn cái vị trí của lô đất. Vị trí lô đất thì nó cách công viên 7 kỳ quan thế giới nó chừng khoảng 150m thôi chú chị. Và cái lô đất ngày hôm nay Nhân giới thiệu cho chú chị mình nó sẽ là nằm cả hướng là hướng đông. Đây tới đường D25 là con chú chị mình sẽ rẽ vào nhé. Vị trí lô đất của mình nó sẽ từ cái cột mốc có sẵn đây nè, mình có sẵn ống nước nha chú chị. Ống nước đó thì sau này mình về mình sử dụng, mình xây nhà cũng như là mình xài sau này luôn. Cái vỉa hè của mình thì được 3m nè, và mình sâu qua tới bên đây, dài tới đây là 5m, sâu vào là 20, 5-20, 100m² chẳng nha chú chị. Cái con đường này thì được một cái là nó lòng đường thì nó 6m, nhưng mà vỉa hè thì hai bên, mỗi một bên 3m nữa, tổng cộng cái đường mình là 12m nè. Khu vực này thì dân cũng khá là đông đúc. Đó, như chúng chị thấy ha, bên đây thì có một cái biệt thự nè. Đó, còn xung quanh thì dân ở là rất là nhiều rồi. Ở đây thì có một cái quán cà phê nè. Bên kia là vật liệu xây dựng cũng như là xây dựng. Phía trong thì nhà cũng khá là đông rồi chú chị. Hướng đông thì cô chú chị mình sẽ họp với cung mạng là Đông Tứ Trạch là mình sẽ mua được cái vị trí của cái lô đất này. Từ cái vị trí này mình đi ra ngoài kênh sông Trăng, kênh là sông Trăng đường KT11 thì nó khoảng chừng 50m thôi. Buổi tối đó hoặc buổi sáng gì đó cứ dạo mát để thể dục này kia nếu như mình xây nhà mình ở đây. Còn cái bên đây là cái trang ngã tư này thì đó là cái đường trục chính TC5, tức là cái lô đất của mình nó nằm ở cái vị trí là hai trục đường chính, hai trục đường lớn hết. Đường trục chính TC5 thì nó rộng 14m, còn đường KT1 thì nó rộng lên tới hơn 20m nha chúng chị. Rất là sướng luôn, nằm giữa hai con đường lớn và cách công viên 7 kỳ quan thế giới khoảng 150m. Đây nhìn qua là thấy công viên 7 kỳ quan thế giới đây ha. Mình tính chỗ cái vị trí bên trung tâm thì nó là công viên 7 kỳ quan thế giới, là một trong những cái vị trí đắc địa nhất cũng như là nó cái giá nó giá trị nó cao nhất của khu dân cư cao tầng của sinh của mình. Cái giá bán thì hiện tại là chủ đang kêu bán với cái giá là 1.790.000.000, 1.790.000.000. Hổng đài thì cái giá đất của chúng chị, nói chung là trong cái thời điểm này thì chúng chị mình cũng biết rồi, nếu như mà mình mua đầu tư thì tuyệt vời, còn nếu mình mua ở thì càng tuyệt vời hơn. Bởi vì những cái thời điểm như thế này thì mình sẽ mua được những cái vị trí nó tốt cũng như được nhiều sự lựa chọn, và quan trọng nhất mua được cái giá nó hời hơn rất nhiều so với những cái đợt sốt, giống như đợt sốt kinh khủng cách đây khoảng 2-3 tháng đó, đất mà lên mà ví dụ như là đi coi buổi sáng là buổi chiều là không mua là mất rồi đó, hoặc là phải sang tay lại lỗ xuống mấy chục triệu rồi, kiểu nó như vậy. Còn thời điểm này cứ thoải mái vô tư lựa chọn cái nào ưng nhất cũng như là hợp với tài chính mình nhất thì lúc đó mình lựa chọn mình mua. Lô đất thì hiện tại mình đã có họ sổ hồng riêng sẵn rồi nha chú chị. Mua bán là mình sẽ công chứng và sang tên liền luôn, không cần phải chờ đợi gì hết ha. Nói chung là cứ mua đất ở trong đây thì cứ an tâm về cái vấn đề pháp lý, tất cả như là sổ hồng nó đã có hết rồi, chỉ có ngoại trừ những cái khu đường ngầm thôi. Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều, nãy giờ đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video sau nhé. Biết đâu những lô sau sẽ gặp được nhiều lô đất cũng như là nhiều căn nhà mà mình cảm giác mình ưng ý cũng như là vừa với tài chính của mình, thì lúc đó là cứ trực tiếp liên hệ với Nhân, Nhân sẽ tư vấn hết mình cho chú chị luôn nhé. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ở những lô tiếp theo. Nhân xin chào.